xong hả? 30 bao. 30 bao hả? Công ha. Cứng công ha. Cứng công á. Công một tấn rưỡi, một tấn rưỡi, tấn rưỡi mà mấy chục ký á. Dữ dằn vậy đó hả? Ừ. Củ lông 3 số 5 này đó hả? Ừ. Rồi, chào các bạn ha. Hôm nay tiếp tục phải xịt thú nha các bạn. Đấy, cái này không biết tên gì luôn, chưa hỏi ha. Đây lát xịt tới rồi mình hỏi các bạn. Lúa này biết lúa gì mà lá quá trời lá. Đây lát anh xịt tới rồi mình hỏi anh chút xíu ha. Chắc còn cũng bình hai bình gì đó xong rồi các bạn ơi. Cần này cũng dài ha, khoảng 5 mét thôi. Thằng này xịt vũ thuốc gì vậy? Thuốc gì ạ? Thì kia với thằng này gốc xe phi sang. Với relax luôn hả? Relax extra luôn hả? Relax extra. Ủa relax extra mình mới bắt cộng thêm tin đó ha. Tại vì hổm cái đợt này em xịt trắng này nó bị hơi bị lem rớt hạt đó. À. Ủa năm nay sao mà hồi lúc xuyên xịt nó đảo quá, năm nay sao mà. Làm như cái bị cái thời tiết năm nay vụ này nó bị ấy á, bị lem rớt nhiều. Cộng với 20 cc tin. Cộng thêm 20 cc tin cho nó chuẩn bị một xíu à, đậm đậm xíu à. Đậm chút. Thì tin nó xịt nhiêu? Xịt cái đăng liệu là đúng liệu? Tin hả? Ừ. Tin xịt 20 à. 20 ha. Còn liệt lát là xịt 3-4 chục cái gì? Xịt 25. 25 hả? Nó liều của nó là 25 cc bình 25 lít. À. Tính ra thuốc đó cũng rẻ. Rẻ hơn thằng Amitatop. Ờ có, đúng nó mắc hơn Amitatop ơi. Mắc hơn mà tính ra nó xịt có bình 25 cc à. Thì nó nhiều bình hơn kia. Nhẹ liều hơn. Ừ. Này củ lông 3 số 5 hả? Của lông bà số 5. Quá trời dàn lá y gan nhất miên luôn ha. Nó đã lắm đã, rượu đã coi. Đông xương ông ba em xạ rượu có một công mà gửi cái công mà ông xạ. Đâu nghe nó không có nở bụi nghe xạ vậy nha. Xạ vậy ha. Xạ vậy. Xạ Đông xương gọi đó ha. Đông xương làm rồi á. Nó ủ ông ba rồi gọi làm. Có một công dương tầm hay mà ông quốc coi 40 kg. Nguyên bao luôn chung muốn ngủ ông kia về xạ là 30 kg công. Xạ vậy mới được nó đâu nở đâu. Không nở. Lấy công tầm 40 kg. Ủa ngon đi. Ủa anh thấy nó bông nó chung như nè mà nó đầu ông ấy chắc hết quá mày. Cái nó thôi ông nhỏ mà tại em có xạ thương công thấy nhậu chỗ thì cũng ngon lắm. Dạ. Yeah. Cái nó mà giống gì để nó chúng rồi chúng còn bỏ giống uổng. Đủ uống cắt xong hả? 30 bao. 30 bao hả công? Ừ. Cứng công ha. Cứng công á. Công một tấn rưỡi mà mấy chục ký á. Dữ dằn vậy đó hả? Ừ. Củ lông 3 số 5 này đó hả? Ừ. Ở đó hộp bự lắm ơi. Hộp bự ha. Hộp bự mà nó nặng ký hơn thằng 54 lắm đủ không? Em được rồi em sợ. 20 kg mà yếu thiếu 2 tầm rồi đo thiếu 2 tầm mới đừng công. Tôi nói hả? Nó thua gỏng nó chín rồi mà nó chống lỗ gì nè, nó thua. Mà chống không? Ủa tôi nói à. Nói tại vì em nói thua thì người ta không tin. Ờ vậy ha. Cái tôi rủ thằng ông anh đi thăm đó. Tôi nói thiệt tôi mà rủ tôi nói sao có sao nó vậy nào ông đi thăm tôi nè. Ông coi coi. Ủa mà nó thưa gỏng nha. Mà đẩy một cái thì chắc 20 bao. 20 bao không câu hả? Con 1 tấn 1 á. Tấn 1 ha. Hết biết luôn. Vụ nào đó cái... mà năm nay. Cái đó vụ nào? Vụ Đông Xuân được rồi á. Dạ. Nó vừa thằng Cú Long nó trúng dữ lắm, trúng thằng Cú Long á. Ừ. Cái này nó chính mà lược. Cứng cây nha. Cứng cây hả? Cứng nó cây hơn 54. Cứng cây hơn ha. Mà nó chính lược với 54 hả? Nó sau 54 2 ngày. À. Quá trời cái dàn lá luôn rồi trời. Bởi tụi mê nó lắm, mộng ngủ không? Mần lá vậy ai mà không mê. Lấy gì nữa là tôi khoái nữa. Ừ. Lá gan nhất min luôn á. Không khác nào luôn á. Đông Sơn làm gan nhất min lá. Tại vì lúc đầu mình không biết mần á. Không có mần thì mình không biết chứ mà mình dưới phần người ta mần thì người ta mình nói hình tâm chính xác ha. Ừ. Còn tôi mần là chính xác tại vì mình mần mình làm giống mà. Mình thứ có khi tại sao mà lúc ba cái thằng lọc trời ba hồi đó đó đổ đồn trúng trúng rồi có trúng mẹ đâu. Thuốc sâu á, mượn bệnh thuốc sâu á. Bị cái. Cái vỏ phải không? Cái solo có thằng VFC. VFC. Ừ. Này xịt cũng hay em được rồi, em xịt một cử hết anh. Thôi. Ừ. Sau lá là anh xịt cái thằng đó là mới hay á. Thì nó cũng kẻ nó không có mắc hơn thằng ấy đâu. Đó.
mười mấy ngàn hả? tám bảy giờ phải không? 17.500. Em mua tiền mặt hồi đó 17.000 thì quên rồi. Mua đăng khoa. Đăng khoa. Bây giờ 17.500. Gì ha? Quá trời, vàng lá đã thì chết. Tịch lắm đó, chị xịt xô lát tịch lắm. Tịch ha. Tôi hồi đó giờ xài nó không à, nó xô lát, nó xô lát làm bén phát một hết. Bén phát một hết ha. Cái thuốc solo các bạn, solo của VFC mình cũng có xài ha. Anh này cũng nói là hay. Mình cũng thấy hay nhưng mà mình không có dám chia sẻ tại vì ít người xịt đó. Sợ nói bà con không làm theo rồi, làm theo sợ không hết rồi. Rồi thấy anh này đợt này cũng xịt solo luôn nha. Solo luôn là nó cũng rất hay nè, vậy là có thể dùng các bà con tin dùng được các bạn. Đây đang xịt cần dài cần này chắc cỡ 5m các bạn ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 mét, 5m, 5m đến 5m rưỡi ha. Rồi đây tận cảnh cái vàng lúa cho các bạn xem. Quá trời luôn rồi các bạn ơi, này củ lông 3 số 5. Nào giờ mình mới thấy củ lông 3 số 5. Rồi hôm qua có quay là củ lông 3 số 6 ha. Các bạn thấy lá không? Lá bành kia, nói chung là anh này làm ruộng cũng tịch ha, chứ không phải là giống này làm ai làm cũng trúng đâu. Đó các bạn thấy không? Nó cũng hơi bị vàng lá ha. Cái này nó cũng bị nhiễm vàng lá nhưng mà nó số lượng ít. Bông thì bông mình bệnh không à. Bạn thấy cái lá đài nè mập. Lá đài mập mà nó không có dài các bạn. Đó. Thấy lá đài chưa? Nói chung là không khác lá jasmine chút nào luôn ha. Ngày thân mập gì nè các bạn. Này chắc cả một tuần nữa mới chỗ ha. Củ lông 3 số 5. Quá trời nó ướt nè các bạn ơi. Đã thiệt, lát hỏi ảnh cách đi phân luôn nha. Tại vì ảnh đang xịt mình cũng không có nói chuyện với ổng cũng chưa hết lời. Hỏi cách đi phân với lại xịt thuốc gì từ đầu vụ đổ các bạn. Miếng này không có sâu đục thân luôn ha. Nói chung không có miếng sâu nào á. Này cử này anh xịt ngừa thôi. Chỗ này thì đang xịt thì nó chống chống cái xương ha. Còn ở đây là còn mùi xương nè. Đó. Còn mùi xương mà lá nó không có nằm, nó không có bê gì hết trơn các bạn. Lá đứng sững luôn ha, mùi xương rất nhiều luôn mà lá đứng sững nha. Chưa biết là giai đoạn bao nhiêu ngày nữa để lát hỏi anh tiếp các bạn ơi. Này chắc xịt cũng còn còn một bình nữa xong rồi. Đó bên kia hình như là xịt rồi, thấy cái lằn xịt rồi. Này còn bên đây 504 nè các bạn thấy không? Lá nói chung là cũng cũng được đi nhưng mà thấy nó thấp với lại cái đồng nó nhỏ nhỏ xíu các bạn. Này các bạn thấy 504 không? Này là cặp mương mà đồng nhỏ nhỏ xíu vậy đó các bạn thấy không? Chính giữa còn nhỏ hơn. Cặp mương thường đa số là bông nó dài hơn ở trong. Chắc ăn là thua cái giống củ lông 3 số 5 ha các bạn. Đó, này làm ruộng thật quá chứ. Biết cử gọi có xịt amix không biết. Rồi đây lát ảnh lên rồi mình quay thêm nha các bạn. Cái lúa này tính ra nó nặng phân không anh? Dạ, yeah, nó cũng như 54 nha. Gì hả? Mà cái mã lúa nó xanh nha, nó xanh như 54, nó xanh hơn 54, cái lá nó xanh. Lá nó xanh ha. À, xanh. Cái gì đâu thấy không, thì cứ đồng đồng à. Đất 54 thì thường thì 17-18 kg. Ừ. Nó cũng mã chanh mà nhưng mà thằng này gái 17-18 kg mà cái mã lúa xanh gì đó. Xanh, tính màu xanh này cũng vừa anh ơi. Cái gì vừa? À, không phải xanh quá, xanh vừa. Tại vì nó xanh là cái lý do là cái lá nó xanh. Ừ. Chứ không phải mình phải mình đi phân nó nhiều xanh đâu. Gì hả? Dạ. À. Cái lá nó màu nó xanh không? Dạ. Nó anh hồi nhỏ nhỏ anh đi phân cũng nhẹ nhẹ không mà nó xanh dần, nó xanh như 54, lá xanh hồi đó. Anh xanh. Biết 54 lá xanh hồi đó không? Tính ra nó xanh cầm như thằng OM18 vậy ha. À, như 54 OM18 vậy đó. Ừ. Này được gọi là anh dứt gãi nhiêu ký ta? À, kali với DB rồi á. Được rồi, gãi 17 ký á. Mấy kali, mấy DB với lại UV? Chục ký kali. Dạ, dạ. 3 ký UV, 4 ký DB. Dạ. Yeah. Tại vì cái vụ này mưa nhiều á. Ừ. Gãi DB UV nhiều, nó sợ nó di đậm, nó bị dễ bị cháy, bị khủng người ta. Dễ bị hơn. Dạ. Dặn thêm DB ha. Dặn DB. Dặn kali cao cao chứ mà nó... Nó, nó ít bị nó không có xanh hùng với nó ít bị lép. Dạ. Yeah. Này dần đi DB lá nó cũng bự ha.
Dạ. Này phải màu lúc trước màu vàng chanh nhìn rất đã lắm á. Ôi nó tôi thấy nó không xuống vàng chanh không ơi. Không xuống luôn à. Bởi vậy. Cứ phải là năm 4 mình bỏ đói là nó xuống vàng chanh nha. Năm 4 bỏ đói chừng 10 ngày xuống rồi. Bởi vậy. Gãy phân rồi có 10 ngày xuống vàng chanh liền. Còn này nó gầm màu hoài ha. Gầm màu. Tính ra gầm màu gì cũng hay đó anh. Bởi vì cái gì này bởi vì mình bằng ruộng mình mỗi cái giống giống khác nhau nhưng nhưng cái thằng này không cầm màu đó mà đi thằng UG nhiều nhiều là chết liền. Chết. Nó sẽ thấy là mình nó bị lép nhiều. Tôi lại lá, lá này nhìn là biết rằng lá đi UG ít rồi nè. Thì bởi vì cái lá nó cái lá nó cục ha. Lá cục mà nó bành bành. Bự. Này vụ này trúng dữ lắm trúng luôn rồi. Nè thấy rằng lá này là biết trúng rồi. Này có xịt sâu đục thân không? Nó cử đầu á. Có, cái thằng này nó là nó bị nó bị gì? Khoái sâu đục thân hơn thằng 54 á. Bị nhiễm nhiều hơn à? Ừ. Anh xịt hết không? Hết, tại vì mà mình có cái theo dõi không thôi chứ chứ ở trên miếng đó trước á, tại vì có làm rồi ý ha. Mà cái vụ rồi mà hồi lúc miếng trước cái miếng lúc này công với mẹ đó. Xịt tầm bậy ổng vô, xịt tầm bậy tầm bạ, xịt xuống thuốc này kia hết mà đưa mà miếng này tôi về tôi hồi đó tôi biết thằng ba đăng nhật á. Ba đăng nhật. Mua ba đăng nhật của ông Khoa đó. Phát một hết trơn luôn, miếng dưới này tôi xịt trận, phát một mà. Phát một hết luôn ha. Là hết tới giờ luôn á. Yeah. Mà xịt tầm 7 tầm 3 không hết nha. Xịt cử nào mới hay anh? 20 mấy ngày á. 20 mấy ngày cái đó là mình xịt ngừa ha. Là lúc đó là nó có rồi đó. Có lây gai rồi đó. Có lây gai đó. Tại vì cái miếng trước mình biết á. Cái đó là mình đoán được rồi. Đoán được ha. Mình phải ngừa nó trước ha, chứ đợi nó bị nhiều rồi ra xịt chung. Nhiều là xịt nó không bằng. Không bằng cái ít. Ít. Giặt này cũng bị bú rễ ha. Bú có. Cái vụ bú rễ này năm nay thấy nhiều chứ không biết. Năm nay bú rễ nhiều. Này của 54 mấy anh không biết bị bú rễ không ta? Có mà ít. Nó cũng có nữa. Ồ, ông nó không có lòi ra ngoài không ơi. Nó có lòi ra ngoài. Ừ, chắc có mà nó nằm dưới đất chứ không ít ha. Để tôi hổng gài, tôi không có coi nữa chứ thằng 54 năm nay dữ lắm nha. 54 quá trời kìa. Để tôi nhỏ tí cây. Chứ hồi thấy hỏi hổng gài đi. Tôi không có tên đi. Này thằng này nè. Trong nợ đâu thấy đâu không? Thằng này ít, này chắc ít không ơi. Có mà nó ít ha. Ít á. Thì 54 mình bây giờ nó làm như nó thích chịu, thích muốn chịu đất mình luôn rồi. Ít không ơi, không có không ơi. Không có luôn hả? Ít gì, một số ít nè. Rồi. 54 đầy luôn á. Có mà nó ít. 54 rồi, coi 54 rồi. Cái này có, kiểu này là không ảnh hưởng gì nhiều đó. Để nó dài, sâu. 54 gãy đèn thui. Đó mà gãy nó không bằng thằng củ lông đâu ha. Tính ra thằng củ lông 36 chứ thằng củ lông 35 nào im hơn anh biết không? Cái thằng 36 năm 4 mà nó dài ngày hơn thằng 35. Dài ngày hơn ha. Nó tương đương với thằng nó tới 90 tới 95 ngày luôn á. Ừ. 54 là thua cái củ lông rồi. Nói chung cộng nào cũng bị nhiều. Thằng 54 này nó trong nó nhỏ không? Nhỏ hơn nhiều. Trời giật. Thằng 365 nó mần nó tôi thấy cái mần tôi thấy nó cứng cây không ơi. Cứng cây ha. Cứng cây. Này làm vụ ba được không ta? Được. Nhắm làm vụ ba được, làm vụ ba có lý. Vụ ba này tiếp. Cứng cây. Vụ ba luôn. Ừ. Có tại miếng chanh bây giờ nó đang có đuôi rồi. Cái gì xạ trước nó xạ chánh chín trước như này 20 ngày nè. Ừ. Đi giống xạ lại. Hôm qua cái nó mưa hôm kia. Ở chánh 354. Siêu hết trơn. Siêu luôn à. Chỗ hả? Chỗ lỗ sập mà chưa có xác. Chỗ hả? Con đó đuôi rồi. À đó đuôi rồi. Ừ. Khúc nào vậy? Xạ lấy 26 tháng giêng. Vậy yeah.